Hello, welcome to Machino. Đây là Mighty Marco. Mày đã chơi cái trò này khoảng mấy lần rồi mà vẫn chưa biết tên cái nhân vật này, thì mãi không thấy tin được cả. Đây mình phải cố ăn những cái đồng vàng vàng này đi, ăn những cái này sẽ giúp chúng ta mở khóa những nhân vật mới. Đây ăn cái mấy cái mô màu xanh xanh này. Lúc trước không biết, bây giờ biết rồi phải ăn. Cái gì trong này có mở khóa cả Superman nữa. Có cả Superman nữa. Có Lex Luthor cũng có. Đổi mặt, đổi mặt rồi. Ngay những cái gieo mồm. Sắp mặt chưa? À, hình giấy, hình giấy chưa? Mở quá này. Cái này thì... Hóa ra chỉ là một cái... mấy cái nhân vật này chẳng ghi tên, mình bố ai biết ai. Rồi, để chọn Supergirl đi. Mình ăn được khá là nhiều những cái màu vàng nha. Ui. Vừa kịp vậy. Vừa kịp thấy cô đang tóc xanh tóc đỏ này. Ủa, mình vào hang động à. Lại đối mặt này. Đây mình lại chiến thắng rồi. Mình sang cái trò Masa Run này. Đây chính là giao diện của game này. Vừa mới đi được tí, mình sẽ sang cái trò Stupid Zombie.
Đây chính là cái giao diện của game. Khả năng là chiến thắng ấy. Cái màn này chiến thắng ấy. Đấy. Bắn vu vơ lại trúng ấy, ấy 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 chết ba con. Ấy, mèo mèo mù vớ cá rán bắn linh tinh bị chết. Ủa cả cái màn này cũng thế này. Nick luôn. Rồi cái này là bắn chuẩn xác là mới mới ăn được mấy con này. Mình bắn về phát thì xuyên mấy con này. Ui thì vô. Nách nhỉ. Nách tiếp đi. Dù cái màn này quá nhiều zombie. Ui cái viên đạn nó này kiểu này không ăn thua. Đọc đây này. Mình chết rồi. Mình chết rồi làm sao bây giờ. Đấy. Còn thiếu một lượt này nữa. Khả năng là bắn bên này. Thua thua. Xin chào cho khác. Mình đi sang cái trò Flying Zombie 2. Đây có ngay một cái sự kiện hàng ngày nè. Thịt luôn. Ui ui cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ mới. Có hai con nữa. Ếch này. Ếch yển ương này. Tăng tốc lên. Phải mấy con này luôn. Ăn luôn đấy. Chết rồi, chết rồi. Khó, khó đỡ. Cho cái màn nó vô lý thế. Sao mà được. Nói chung cái màn này khá là vô lý vì tiền thì ít mà lại con zombie đông. Mọi cây này được không?
búa, búa búa. Sang ngay đi cho Rebel Four. Đánh màn 49, màn 49 với Soccer Ball. May quá, bất kịp, còn cao lắm thế nhỉ. Cái màn này rơi tự do. Rồi đến màn 51 này. Bỏ qua mấy con bot đi. Mình sẽ tiến thẳng đến đỏ quá. Vẫn được cái huy chương. Tiếp tục. Cái màn này được cái huy chương vàng thì nó là một cái nhiệm vụ bất khả thi. May quá, nhảy đúng cái lỗ. Sang cho khác đi. Đây có cái con mèo. Đây là cái phần mở đầu thôi. Giới thiệu thôi. Thank you.
này tìm con gà. Con gà đâu? Đâu? Ui, thế là hoàn thành nhiệm vụ. Được ngay 4 cái suất bánh này. Cướp luôn, mèo ăn luôn. Ăn luôn, cho ăn luôn. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Mèo sẽ đi ngủ. Cái này không biết chơi kiểu gì luôn. Cái này bấm lung tung. Bấm lung tung. Cái này đúng bấm lung tung không biết chơi cái gì. Mình sang cái trò khác. Hungry Shark kìa. Mình là giao diện của game. Tuôn 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 tuôn. Con quái vật này. Mình đi chọn con quái vật khác. Con này chưa phải quái vật. Nhìn nó trông nó không hổ báo lắm. Đây con này. Let's go. Mình phải đi đi săn mấy con cá mập khác. Đây con cá mập có cái tuyệt chiêu là chiêu hồn. Đâu rồi, đâu rồi? Có loài cá mập nào khổng lồ đây không? Ui ui, đúng đúng cái dòng nước luôn. Bắt nó con này đi. À, hai con. Hiện tại thu thập được hai con. Toàn cá mập loại to rồi. Tự nhiên con này cống mạng luôn. Ôi, bay lên trời luôn này. Ăn được mấy con này, ăn mình bị nhiễm độc. What? Bánh xác nơi đáy sông rồi. Mình sẽ sang cái tựa game màn hình dọc này. Tom Hút Răn. Ghê vào rất là nhanh.
Chả biết chọn ai này. Chọn công phu hành võ cho nó hoành tráng. Kể cả công phu nhưng mà đi chỗ này phải cẩn thận rồi bị rơi xuống nước mới. Đấy, khu vực này là rất là nguy hiểm, không dành cho trẻ con đâu. Đi là nhảy không cẩn thận rơi xuống nước luôn. Đấy, có cá mập rồi, cá mập rồi. Mình đang ở ngoài đảo của Hanh rồi. Hành Hawaii. Còn đây là hành công phu. Ồ, hết rồi, hết. Mình thì sẽ đối mặt với Raccoon ở trong cái hang động này. Raccoon này rất là hổ báo. Sắp. Đối mặt. Dùng ba ngón tay. Ngón tay thì phải. Ba sao. Được ngay ba sao. Cái gì vậy? Một tiền miễn phí đây này, mình chưa dùng cái này. Mình với nhiệm vụ hàng ngày ở đây là không có, mình thường là có cái nhiệm vụ là sút sút của mấy quả bóng nhưng mà chả có nữa. Không nào rồi, mình sang cái trò Funnet 3D. Hí. Trò này từ nãy đợi rất lâu nhưng mà chưa được chơi. Hay vô. Ui trời, đến bài 22 rồi. Quá khủng. Wow. Ôi, cho một con lượn này đi trước. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cái khiên này nó to quá. Ôi trời. Ok, đi tiếp. Ui, cái màn này khó đấy. Ui, bắn ông kinh giáp ăn. Ui, về nhì. Next, sang màn 22. Lúc mấy ông chơi tận màn mấy nghìn thì sợ thật. Ui, cái này nó chạy rất là rộng, mình không nên đứng dậy sớm. Những cái sớm quá quẹt vào đây chết luôn. Lại chưa tiếp. Ui.
chơi gọi là mẫu có Spider-Man nữa nhỉ. Spider-Man cũng tham gia. Cuối cùng là nằm hết. Lại phí nhất. Lần này là có Spider-Man đi cùng. Cùng nằm dạp luôn. Quẹt tôi phát lăn lội luôn. Đúng không, đúng không? Năm nút, năm nút. Ok. Úi, thế này nhất không? Sang season mới rồi. Ui, cái này là cái màn được thưởng này. Mình phải điều khiển 3 người một lần một lúc. Đỉnh chưa? Đẳng cấp chơi game mà đẳng cấp thế giới. Ừ, cái này mới khó này. Ui, khó thế mà vẫn về được. Quá tải. Cái gì này? Ui, ảo ảnh à? Ui, phát chứ. Nhìn cái ảo vai. Ui. Cái này ngoài áo nữa. Cái này còn nhiều rồi. Vẫn bình nhất được. Quá đẳng cấp. Hôm mình đi sang cái trò khác. Trò Oddworld Tuburan. Đây là giao diện của trò chơi. Cái nhân vật mình chọn lần này là một nhân vật màu tím. Khoác trên mình cái bộ áo màu tím mà không có sừng. Bình thường là mấy cái nhân vật khác là có sừng. Còn cái cô này, à cái tên bạn này là không có sừng.
kỳ lúc điểm thôi, kỳ lúc điểm thôi. Còn trò nữa là cái trò Subway Surfer. Ui, đây là cái giao diện của trò chơi này. Vừa mới có nâng cấp xong ấy, vừa update xong. Ui, vừa update xong các bạn nhìn các bạn, một thế giới hư ảo nhìn thật ấm áp. Chết rồi, chưa thấy ván trượt rồi. Ván trượt này hơi vô dụng, không có tác dụng gì. À, khả năng đặc biệt của nó là cái khả năng hút vàng, hút vàng. Ui, sao chả thấy hút đâu. Ui, đường phố hôm nay thanh thang quá. Đường phố khá là rộng, chả có ao con ma nào cả. Ui, kể cả các tốc độ game nó có tăng lên nữa thì cũng chơi chết là thôi. Vẫn hoành tráng. Hoành tráng. Ui. Không thấy này, lòng ngoẻo quá. Nhìn sang cái trò chơi tiếp. Temoran. Đây vẫn là cái giao diện một cô lá vàng rơi. Một mình cô nương này bước qua nơi đây. Một thô lá rơi. Vẫn là mấy cái con chăn ngày hôm qua. Ngày hôm qua và ngày hôm kia nữa. Chúng ta gặp chúng nó vẫn thế, vẫn cô đơn sớm tối. Mà kể cả mấy cây ăn thịt này, chẳng biết là chúng nó có lừa được cái con lợn nào ở đây không. Ui, kinh vãi trời. Ui. Ôi, đi vào đây cái địa hình vào đây ghê vai. Chết rồi, đâu đâu đi chỗ này rồi, kinh quá trời rồi. Ui, không phải đây chỗ trượt cỏ rồi.
Mình sang trò Hungry Dragon. Đây là cái trò gần cuối của mình rồi. Nãy đầu game nhìn thấy cái con rồng khá là đẹp nhưng mà chả có ăn lốc được đó. Quá khó. Đây là chú rồng chúng ta. Khoác trên mình bộ lông vũ màu xanh kèm theo là một đôi cánh có màu cam. Bạn này, bạn rồng này rất yêu màu tím mộng mơ, và chiều chiều thì hay ngắm những cái đồi hoa sim. Ui 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 ui, chạy đâu, ui ui, nhìn cô này chạy. Tôi tha cho cô nữ kìa. Mình sẽ tiến đến để ăn bánh gato. Ui, ăn ăn ăn, ăn con rồng con. Hello, hello, không có ai mở cửa tôi sao? Đây chúng ta sẽ gặp thổi con bò này không? Hun lửa con bò nó không thể hun được. Cái này bao giờ mình có thể unlock được con rồng to nhất trong con game này nhỉ? Đến bao giờ mới mở khóa được đây? Đến bao giờ mới có con rồng tây? Không chết ăn cái gì đây là to lãi trưởng. Ngũ phù thủy, ngũ phù thủy. Ôi đây quá nhiều phù thủy. What? Cho gần cuối cùng đó chính là lớp bò. Đây là giao diện của game này. Mình đến cái màn thứ 147 rồi, rất là đơn giản thôi. Mình luôn tự hỏi là tại sao cái trò này nó lại nghĩ như thế này. Hai quả bôn này lúc nào cũng hỏi nhau tại sao yêu nhau lại không thể đến được với nhau. Mà chỉ là lớp bộ. Còn cho cuối cùng đây. Mình sẽ đến một cái trò sắp cuối cùng này. Scary Teacher 3D. Trò này có vẻ hơi đáng sợ đấy. Mà không sao. Lên nào. Ok, let's go. Đây là teacher của chúng ta. Hôm qua mình có xem trên YouTube cách hướng dẫn chơi trò này một lần, mình có xem thoảng thoảng thôi. Không bay qua đây. Ơ, đây có cái chìa khóa này. Chứ thực ra mình lấy biết chơi trò này đâu. Đây có cái chìa khóa này.
Đúng không? Bẫy chuột, bẫy chuột. Phải làm gì bây giờ? Cô giáo đâu? Ôi, 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 gì đấy? Chạy, 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 chạy. Ôi, bẫy chuột, bẫy chuột rồi. Ôi, bà giáo, bà giáo đuổi sau nhỉ? Đây cô giáo đây. Ôi, cứu em ơi, tôi chết em rồi. Ôi, đi đuổi rồi là Bị xin cô ơi. Ok, mình sẽ sang cái trò cuối cùng trong cái series. Đó là Mario. Ok, đây chính là giao diện của trò chơi. Như thường lệ hàng ngày mình sẽ đều hướng dẫn các bạn vào trong cái bếp này. Mình gọi là cái bếp ăn này. Cái bếp ăn để mà lấy cái tấm vé. Vé thưởng đấy. Trời ơi, nhân đủ ông buổi sáng thức dậy mà xuống đã không được một đồng tiền vàng nào cả. Ở trên rất là nhiều. Ui thế mày quá, chúng ta có hai hàng đồng tiền vàng. Được có một vé thôi. Đây là ba vé này. Mario number one. Ok, đó là tất cả những trò chơi ngày hôm nay. Goodbye.